mọi người hỏi chiết nước hoa nam nhiều quá. Hôm nay em mở chiết cho các bác nhé. Hai mẫu nước hoa nam đến từ Dubai này. Mẫu đầu tiên cũng đến từ Dubai, có tên hãng Latafa nhé. Hộp kính trong suốt này, có tem chống hàng giả, có check mã vạch nhé. Đây. Đây. Hộp rất là sang luôn. Hộp nhung. Đây. Viền kim loại mạ vàng này. Nắp dập logo Latafa nhé. Make in UAE này. Chiết 12ml có giá là 190k nha các bác. Mùi hương chủ yếu của em này là mùi hương gỗ, tông trầm này, các loại trầm. Mùi nhẹ nhàng nhưng mà toát lên vẻ nam tính nhé. Có một chút ngọt nữa ạ. Chiết 12ml 190k nhé. Bác nào mua thì liên hệ em nhé. 12ml. Độ lưu hương của em nó là 8 đến 12 tiếng trên da nha các bác. Còn trên quần áo lưu hương 2 đến 3 hôm cơ ạ. Tiếp đến là mẫu nước hoa nữa này, của Fabulao. Hàng chính hãng này. Mười hai mil 190k. Cái mẫu này trên thị trường không còn bán nữa nha các bác, rất là hiếm luôn. Em còn đúng một lọ, chiết xả nốt cho mọi người. 190k 12ml. Mùi nhẹ nhàng nam tính. Mỗi lọ này chỉ chiết được tầm 5 lọ thôi nha các bác. Không có nhiều đâu ạ. Em còn đúng một lọ này thôi. Chiết nốt cho mọi người dùng thử. 190k 12ml ạ. Bác nào mua hàng liên hệ em Thảo nhé. 0822 28 1999. Em xin cảm ơn ạ.